Đấy, lên em này đi đạp chứ đó. Đi to mà bốn chảo. Rồi, hôm nay Lê Tuấn tiếp tục dẫn mày vụ lấy chìa khóa. Thảo giác lẹ lên mày đi. Mày đi với ông Lê Tuấn phải năng động. Lấy ngay tết nổ. Mọi chi tiết phải xin liên hệ 0394326798. Đây là đệ tử Văn Sang, là những người mến mộ kênh của Lê Tuấn. Và hôm nay xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đang theo dõi kênh của Tuấn MC. Em xin chân thành cảm ơn bác. Hôm nay em lại đây một lần nữa để review tận tình chiếc xe MZ máy 80 đời, máy 50 đời tập trọng. Để bây giờ mượn cái bình của em Belarus này lại để nổ. Thì trong khi em chờ đợi để để nổ thì ông chủ cũng đi vắng. Thì mọi chi tiết anh em tự biên tự diễn hết các bác nhé. Đấy, cũng như cái dàn chảo 4 này cực kỳ. Đấy. Mày đen dấu nghĩa coi. Con máy con hết tiền rồi. Chú cho mượn máy đi. Mà thấy chưa? Đệ tử gì mà đệ tử. Chú cho mượn nghi. Để lên. Chết thật. Phòng làm việc của Lê Tuấn. Điện có gọi ai đâu? Dạ, điện thoại. Ai cũng có nhớ luôn. Điện thoại cầu lê ở đâu? Chìa khóa ở đâu? Chìa khóa dặn để đâu? 12-13 Có 12-13 Chìa khóa mở bình như chỗ nào em? Ừ, chị anh nhanh lấy anh mở cái coi. Trên xe. Ở trên xe máy cày luôn hả? Hay là trên xe ô tô? Trên máy cày, cái thằng sàn thì mày. Máy cày kìa. Lính lạc cái gì? Chìa khóa đi thùng. Mày ai bán đi thùng. Mày, mày bố mẹ máy cày chả biết quần, chả biết cái đeo. Bạn quả này tao không cho mày đi với ông Tuấn đâu. lịch lạc yếu quá thế này mà. Làm ăn Lê Tuấn càng ngày lần tiếp trước Lê Tuấn cũng chả biết gì đâu mà. Hôm nay Lê Tuấn đi đâu là Lê Tuấn rảnh hết đó, lấy chìa khóa mở ngay thao tác rồi. Cả nhà thông cảm cho Lê Tuấn là cái thằng đệ này nó dữ quá, nó đều bốn mắt rồi đấy chứ. Thằng đệ, cái thằng đệ Trần Sang này là một hâm mộ kênh của ông Tuấn. Hôm nay vào chú nó khóc bảo chú Tuấn, bác Tuấn mà cho con đi. Rồi hôm nay cho đi. Đi mà dở quá. Bố làm nghề mấy cày. Chưa biết. Phải học hỏi từ từ mới biết. Rồi hôm nay Lê Tuấn lên một video siêu kinh điển nhất. Tức là đón khách ở Đắk Lắk. Các bác thân mến, từ ngày hôm qua đến giờ Lê Tuấn tiếp hai phái đoàn Đắk Lắk và đã mua xe về các bác nhá. Và ship về luôn Đắk Lắk, về Cà Lung Nô. Và lúc này thì Lê Tuấn lại tiếp tục có một vị khách lại chờ Lê Tuấn. Và chủ nhà đến đây thì chủ nhà là chiếc MBZ. Nếu như ai mà quen ở trên kênh của Lê Tuấn thì chiếc MBZ là có dàn khoan và dàn chảo cách đây 4 tháng. Lúc đầu tiên Lê Tuấn lên để lấy view. Và đến hôm nay thì có một vị khách thì cũng là cái duyên quý vị nhá. Rất đông người đến để mua nhưng không được. Thì hôm nay đây có chú em ở tức là cứ rút đi lên là rẽ tay trái các bác nha. Đây. Đấy, và xuống đây là bắt đầu test máy và có vẻ như thì tình huống rất gì là tốt đẹp. Đấy, và tự lấy bình luôn và tự test nổ. Và tí nữa kênh tí nữa video test nổ Lê Tuấn sẽ test nổ cho cả nhà chúng ta xem. Bởi vì ở đây thì Lê Tuấn cũng muốn nói lại muốn giao lưu và tình cảm một chút kỷ niệm. Như ngày hôm nay thì chủ mới này có nói là em xuống Đắk Lắk chủ yếu là gặp anh Lê Tuấn và mến anh Lê Tuấn để mua. Thì tất cả những người mà xuống đây để gặp Lê Tuấn ở Đắk Lắk xuống đây mua rất nhiều và rất nhiều. Và Lê Tuấn đã hoàn thành nhiệm vụ rất nhiều và ngủ với Lê Tuấn, ăn uống và nhậu ở tại thị xã Trân Thành. Và Lê Tuấn qua đây thì Lê Tuấn xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em trên cộng đồng mạng, những người thân quen và những người đang còn theo kênh của Lê Tuấn và những người đã mua máy cày trên kênh của Lê Tuấn. Lê Tuấn xin chân thành cảm ơn, xin cảm ơn rất rất nhiều đến các bác, các cháu, các anh và các chị trên mọi miền Tổ quốc thân yêu.
Và hôm nay thì Lê Tuấn ông chỉ có tâm sự một chút đấy, để nỗi niềm từ hôm qua, hôm kia. Và xe 3.000 là 4 cái đi các bác nhá, 4 cái xe 3.000. Và trưa nay đã là xuất xưởng. Thì Lê Tuấn không quay được cái cái clip để đưa lên. Đấy, nhưng Lê Tuấn chỉ nói với anh em. Đấy, đây. Và Lê Tuấn sẽ là người đồng hành để tiếp tục đưa chiếc bình này về để tiếp nổ. Alo. Rồi lấy đây cháu ơi. Đúng rồi, xong rồi cháu. Hai cái hôm qua đi hết 3.000. Một cái thì bớt 2 triệu. Cái 85 triệu là bớt 2 triệu. Còn hôm nay cái 90 triệu bớt 1 triệu. Cái tháng này lấy này, tháng này chú vừa lên luôn hai cái luôn. À không, không phải cái 3.000 là cái Kubota chứ. Kubota chưa lấy. Hai cầu hai bè không bán được chứ. Bán rồi. Đúng rồi, bán hết rồi. Hầu như là tất cả. Hôm nay còn cái MBZ hôm nay đây. Chú đang còn đưa anh em Đắk Lắk đến để lấy nốt cái chiếc MBZ. Tức là cái xe cuối cùng đầu đời, cách đây 4 tháng đưa lên. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Yên tâm, đâu còn mấy cái nữa. Mấy cái còn sẽ như vậy nữa. Yên tâm. Rồi rồi, chuẩn bị. Yên tâm nha. Rồi, giấy tờ có luôn cho cháu luôn mà. Có những cái giấy tờ đâu mà đáng yên tâm nha. Rồi, ok. Rồi. Rồi, và để tiếp tục chương trình là Lê Tuấn cùng với người khách là đúng hơn, nhưng mà ít tuổi thì tất nhiên đấy, và cùng với ba năm mộ cháu Sang luôn luôn ủng hộ kênh. Và lúc này lấy bình về để tiến nổ thì cả nhà sẽ chờ đợi video thứ hai của Lê Tuấn trong buổi chiều thứ bảy hôm nay. Rồi xong hôm nay thì chắc phải nhậu thịt dê nha. Vừa nãy Đắk Lắk có xuống bầu chân thành và nhậu thịt dê. Rồi chúc mừng.